gây rối trật tự công cộng và dùng nhiều hung khí nguy hiểm chống trả lực lượng chức năng khiến một cán bộ công an bị thương nặng. Một đối tượng ngụ huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu vừa bị khởi tố bắt tạm giam để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ và cố ý gây thương tích. Trước đó khoảng 20 giờ ngày 30 tháng 1, đối tượng Quỳnh Văn Luân đi nhậu tại một quán nhậu trên địa bàn thị trấn Phước Long, huyện Phước Long. Sau khi nhậu say, Luân có hành vi gây rối trật tự công cộng, đập phá đồ đạc và đánh chủ quán. Nhận được tin báo, công an thị trấn Phước Long nhanh chóng đến hiện trường, khi thấy lực lượng chức năng đến, đối tượng Luân đã dùng các loại hung khí nguy hiểm như dao, chai thủy tinh, bình ga để chống trả và ném gạch đá gây thương tích nặng ở vùng mắt của thượng quý Trương Diệt Thắng, công an viên công an thị trấn Phước Long. Lực lượng công an huyện Phước Long đã bắt giữ Luân, tịch thu tăng vật có liên quan và đưa thượng quý Thắng đi điều trị tại bệnh viện mắt Sài Gòn. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra xử lý vụ việc.